Ok, đây chính là hai cái dáng trượt là phần thưởng. Muốn gì được đó cô bé báo trong video người cuối cùng rời khỏi ghế. Thì bạn nào chưa xem video đó thì có thể xem lại video để biết bé báo đã chiến thắng cái dáng trượt như thế nào nha. Trước khi chúng ta bắt đầu clip mới, anh Mơ sẽ cần chụp hình được rồi báo thủ để làm một cái này. Bay ơi bay ơi bay. Rồi tất cả các thí sinh hãy lấy tấm hình của mình để là chúng ta sẽ vào vòng đấu loại nha. Ok, trời hình ai cũng đẹp, có mình với Ngân giống như lụm ngoài bãi ghé vậy bạn. Đưa mẫu hình đó Ngân. Nè, giống như hình mấy đứa mà cái gì sống chui giống ở sống nhũi á bạn. Còn mình thì giống Mọt Sách lắm, chắc là mình học giỏi lắm mới được anh Ngon chụp tấm hình giống Mọt Sách. Nhìn mặt đẹp trai lắm nha các bạn. Ngoài mình là khỏi cần chơi rồi, mình đẹp trai sẵn rồi. Còn của mình là 10 đi. Các bạn nhìn anh em mình nè. Khác nhau một trời một vực luôn. Một thằng thì tóc mọc không chỗ chứa luôn, còn một đứa hói. Bây giờ anh Mo sẽ bật mí cho các thành viên của biệt đội báo thủ biết hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi gì. Trò chơi hôm nay mang tên là Chiến thần ăn dưa hấu. Thì bây giờ chúng ta cần phải triệu tập hai Miss Grand. Miss Grand lên. Đây Miss Grand dưa hấu. Cái gì vậy? Wow, Miss Grand này sexy quá. Sexy quá à mấy bạn ơi. Ok, cái cuộc thi lần này á thì chúng ta sẽ tìm ra người ăn dưa hấu với tốc độ nhanh nhất sẽ giành chiến thắng, giải thưởng là 200.000 đồng. Thì cứ mỗi một lần nó thi thì sẽ có hai thí sinh bước vào vòng thi và số thứ tự sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên dựa vào lá bài Uno. Bây giờ các lá bài này anh Mo sẽ xèo lên để cho nó lộn xộn thứ tự. Các thí sinh nào có lá bài giống nhau sẽ thi đấu với nhau. Tất cả các thí sinh bốc thăm đi, bây giờ trước mắt là con chuột. Một phiếu, hai, ba. Rồi về thứ tự chúng ta đã có, mọi người cùng xèo cho các bạn khán giả coi đi nha. Yes sir. Đây chính là một cái tấm bảng mà để cho các thí sinh nào thi đấu với nhau. Thí dụ như bây giờ nha, Ngân chuột và bé báo sẽ thi đấu với nhau trong vòng thi đấu của Ngân chuột và bé báo. Nếu Ngân chuột và bé báo thắng, ủa đợi, nếu mà bé báo thắng thì hình bé báo sẽ được dời xuống đây và tiếp tục thi đấu với người chiến thắng ở vòng thứ hai. Vòng thứ hai bao gồm là chị Vi và Nhi. Rồi vòng thứ ba thì bao gồm là của anh Mon và anh Thành. Còn vòng thứ tư là của anh Tài và của anh Bin. Bây giờ là chúng ta sẽ bước vào phòng phần thi thứ nhất. Khoan anh Mon. Cái gì? Nãy giờ em thắc mắc cái chỗ này nè, anh giải thích cho em được không? À. Sao cái này nó bị che vậy? À đúng rồi, quên đó các bạn, ok. Để em xét thử. Chưa, chưa, không, cái này là một cái vòng thi đấu rất là đặc biệt nha. Thì tới khi là người chiến thắng nè, thằng chiến thắng đó sẽ được cái gì trong này nha mọi người. Rất là gay cấn nha. Thế nên mọi người hãy cố gắng chiến thắng. Người nào okay. thua thì sẽ nhận được một bịch bịch snack và một chai nước ngọt. Và còn người nào chiến thắng thì anh được giải thưởng là 200.000 đồng và một phần thưởng rất đặc biệt ở trong này nữa. À. À. Trời ơi, mình muốn thắng quá các bạn ơi. Rồi ok, vậy chúng ta sẽ tiếp bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Vòng thi đấu của Ngân chuột và bé báo. Rồi ok, bây giờ hai thí sinh cầm hai cái miếng dưa hấu mình lên. Hai miếng dưa hấu này là bằng nhau nha các bạn. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng thì nghe hiệu lệnh bắt đầu vuốt nha. 3, 2, bắt đầu. Nhanh lên, ủa chậm vậy? Mình ăn từ từ thôi bạn, ăn nhanh quá nó sẽ no. Với lại ăn nhanh quá, lỡ con ngân chuột ăn nhanh quá gấp hạt dưa hấu mà gãy ăn luôn thì mình sẽ thắng nha bạn. Cái gì gấp anh ơi? Nói thí sinh thì còn câu dở vậy. Rồi thấy chuột cạm như chuột á. Thí sinh nào làm gớt cái đất rồi phải lụm cái đất ra ăn lại cho hết nha. Ghén thì nói đi cưng. Ghén làm chị. Anh ơi, thấy thí sinh này chậm quá ấy. Liệu thí sinh nào cho anh chiến thắng đây? Cố lên, cố lên. Bé báo, cố lên, bé báo. Mọi người ơi, cổ vũ ơi. Cổ vũ lên. Ngân chuột, cố lên. Ngân chuột, cố lên. Bé báo, cố lên. Bé báo, cố lên. Cố lên, cố lên. Đó, chạm với chuột luôn. Nhanh lên. Bây giờ đến giờ phút công bố kết quả nha các bạn. Hồi hộp không? Không. Không hồi hộp hả? Bây giờ anh Mon sẽ chấm điểm một cách công tâm nha các bạn. Đó chính là bây giờ nha. Mặc dù Ngân chuột
là bỏ xuống sau bé báo khoảng tầm 1 giây. Do mà ngân chuột đã cạo gần hết, còn bé báo thì vẫn còn rất nhiều dưa hấu chưa ăn hết, cho nên trận chiến thắng lần này thuộc về ngân chuột. Rồi sau vòng thi đấu đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được người tiếp tục bước vào vòng kế tiếp, đó chính là ngân chuột. Thế sinh ngân chuột đã được chiến thắng được vòng loại đầu tiên. Và chúng ta sẽ đến với vòng loại thứ hai của giữa chị Vi và Nhi. Lần này do mình bị đau răng nên là mình để dành sức đặng chơi mấy trò chơi tiếp theo với lại anh Mon với lại thằng chiến thắng mà. À gọi cái che lại, mình thấy anh Mon cười nó rất là gian nên là mình nghĩ là mình sẽ bị cho, nên là mình để dành sức đặng chơi mấy trò chơi tiếp theo nha bạn. Thì anh Mon nói là đứa nào thua thì sẽ được trao một phần quà lưu niệm. Sập luôn anh. Trời ơi, cứu tôi ơi. Cái chậu mấy trăm ngàn mà thằng mập này ngồi lên cái xong nó sập luôn kìa bạn. Trời ơi, sập cái chậu tôi luôn rồi. Trời đất ơi. Mập xuất ra coi cái chậu bể coi nào. Chết mẹ em ơi. Báo không bể cái chậu cây người ta luôn. Mỹ nữ, xin trao lại phần quà cho em ấy. Đây. Rồi, đề nghị mỹ nữ về uống thuốc giảm cân nha. Bể chậu luôn rồi. Bực mình quá à. Học quá chị mập. Không vòng thứ hai là của chị Vi và Nhi. Các bạn ơi, mình thấy dán chị Vi quá à. Tại vì chị Vi bự hơn mình, lực lưỡng hơn mình, làm sao mình ăn lại. Gì ghê vậy. Nhưng mà các bạn thấy cái miệng mình nhỏ không? Chứ thấy vậy thôi, mình ăn như cái máy cạp vậy đó. Dữ dữ. Vô nè, vô. Vô, chứ vậy. Tất cả hai thí sinh ơi, cầm lên. Nha, hiệu lệnh bắt đầu là mới dứt nha. 3, 2, bắt đầu. Cố lên chị Vi ơi. Má cài dữ chưa ta? Cố lên, cố lên, cố lên. Chị ơi, cố lên chị ơi. Cố lên, cố lên. Chị ơi, nút. Wow, thí sinh bên này có vẻ là đang chiếm phần lợi thế hơn nha. Cài rất là nhanh. Tại vì thí sinh bên này lực lưỡng hơn thí sinh bên kia. Cố lên chị ơi. Cố lên chị, bẻ ra giống em đi. Cố lên, thí sinh này đang cố gắng bứt tốc. Thỏa hai đây là một chiến thuật. Đây chắc là một chiến thuật rất hay. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Thế giới này có vẻ đang chiếm ưu thế hơn bởi vì cái găng của chị ấy như cái máy cạp. Đề nghị thằng Mon đẹp trai không có chọc một các thí sinh cười. Các thí sinh cười là nó bị ai chỉa đó. Không, không, không. Ủa sao mà? Đúng rồi, xong rồi. Wow, thí sinh này quá nhanh, quá nguy hiểm. Nút nó, chị ơi. Nút. Nút. Ok, thí sinh là xong rồi. Rồi, vậy là Nhi đã chính thức bị thua cuộc. Kết thúc vòng thi đấu thứ hai thì đã phát hiện một thí sinh bị lột da, đó chính là con Mon. Con nực quá trời nực, rồi chịu hết nổi rồi. Ok, kết thúc vòng thứ hai thì chúng ta đã tìm ra được thí sinh kế tiếp thì bước vào vòng, đây là vòng loại và đây là vòng bán kết với các bạn. Thí sinh bước vào vòng bán kết kế tiếp đó chính là chị Vi, cái đầu tổ ong. Rồi, chúng ta sẽ đến với dòng thi đấu thứ ba của Mon đẹp trai nhất vũ trụ và ông Sáu. Hãy để cho các bạn fan với chúng ta là những người chuyên nghiệp đi. Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc thi ăn dưa hấu cực nhanh. Đâu, cầm chuyên nghiệp thế nào? Như thế này. Rồi sao nữa? Còn anh là cầm như người bình thường, ăn bình thường vậy thôi. Đây là kiểu cách ăn người chuyên nghiệp nha các bạn. Vì cái cuộc thi này mà anh Mon đã dành cho mình 4 năm trời, 4 năm rưỡi rồi, để mà trang bị cho mình một cái bộ răng tới 30 củ. Trời ơi, chưa? Khoan, là hả? trong miệng anh gắn nguyên chiếc xe đạp điện mai luôn hả? Nhà các em Ben đếm bắt đầu cho anh Mon nha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi nha, cố lên Thành. 1 2 2 30 Thì bắt đầu rồi chính nha. Bắt đầu. Trời ơi, bay ơi, bay. Bạn ơi, cố lên, ai chiến thắng mình xin cho một nụ hôn đầu đời. Hồi nãy nha, anh Mon giao là người nào làm gớt một miếng dưa hấu ở dưới đất là phải lượm lên ăn á. Trắng tinh. Ôi, Mon thua các bạn ơi, thằng này ăn nhanh quá, anh nó không kịp.
Ram của anh Minh còn đỏ lè, của anh này trắng tinh rồi, vì anh Minh thua. À, mặc dù đã trang bị hai chiếc xe mặt tin vào trong bộ răng, nhưng mà vẫn không thể thắng được chiến thần ông Sáu. Trời ơi, bay ơi bay. Ê hùng cái là chiến thắng rồi, hùng cái là. Vòng thi đấu thứ ba, anh Minh đã để thua tuyển thủ thành ông Sáu. Bây giờ chúng ta sẽ nhầm. Thật là gian gian mày, đẹp trai bạn gian mày, tính giỡn đây hả? Giờ thành ông Sáu xuống. Đối thủ này của anh Minh quá đáng gờm các bạn ơi. Chúng ta sẽ bước vào vòng loại cuối cùng, vòng của Tài và Bin, để tìm ra các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào vòng bán kết. Các bạn đã từng bao giờ thấy mỹ nữ ăn dưa hấu chưa? Mình sẽ gắng ăn thắng con mỹ nữ này nha các bạn. Dữ dữ. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, không kém cạnh mỹ nữ là mỹ heo. Cố lên, thầy xem này rất hay, quá giỏi. Hai thí sinh vẫn còn đỏ lắm nha. Vẫn còn đỏ. Rồi, ok, vậy anh Minh đã quyết định được thắng thua. Thí sinh này là trắng hơn hết rồi nha mọi người. Thí sinh này vẫn còn đỏ một miếng mà thí sinh này còn bỏ sau thí sinh này nữa, cho nên biết sẽ là người chiến thắng. Chết tôi rồi. Không, nhưng mà thí sinh này anh mà phải công nhận là gì? Tài chơi rất là giỏi, rất là hay, đúng không? Đây thì mình hơi thiếu sự may mắn. Dạ. Đúng không? Cố lên, chúng ta anh mà sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều trò chơi nữa. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Ok, tài này rất là tiếp play. Cầm tay cái nè. À, chúng ta sẽ đến với vòng bán kết bao gồm các thí sinh như sau: Ngân Chuột, chị Vi, ông Sáu và Bin. Vòng bán kết đầu tiên thì diễn ra giữa Ngân Chuột và chị Vi nha mọi người. Ở vòng thi này thì anh Mon cần một sự khó hơn, đòi hỏi là mọi người phải nhanh nhẹn hơn, cho nên các thí sinh không được chạm vào trong cái miếng dưa hấu của mình. Bỏ miếng dưa hấu xuống, để tay gần miếng dưa hấu nhất có thể, không được chạm vào miếng dưa hấu cho tới khi nào có chữ bắt đầu mọi người mới được chạm vào và thực hiện phần thi của mình. Các thí sinh nghe rõ chưa? Rõ. Khoan. Hả? Đừng đợi xong cái. Thế địch. Rồi, vô. Ok. 3, 2, 1. Bắt đầu. Quá dữ, thí sinh này làm gì vậy? Bắt nhảy với em. Trời đất ơi, thí sinh này. Trời ơi, cô ấy đã luyện ở đâu một tầng cao mới rồi. Wow, rất nhanh nha mọi người, không thể tin được. Thí sinh này đã luyện một tầng cao mới. Rất hay nha mọi người. Chị Di Bái phục. Ok, thí sinh lần này tiến thắng đó chính là Ngân Chuột. Với thành tích rất kinh khủng. Ăn còn hơn cái bái cạp nữa. Ở vòng loại này, thí sinh đi tiếp đó chính là Ngân Chuột. Chúng ta đã sắp vào vòng chung kết nha các bạn, chỉ cần tìm ra thêm một người từ cặp đôi Thành, ông Sáu và Bin nữa, chúng ta sẽ được vào trong vòng chung kết. Ở cái vòng bán kết trước thì anh Minh giao là tay không được chạm vào trong cái vỏ dưa hấu để cho nó gây cấn. Thì hai thí sinh này rất là chuyên nghiệp nha các bạn, tay không chạm vào miếng dưa hấu mà rất rất gần dưa hấu thôi. Khi nào bé báo khỏi cái tiếng này ngay cái beng là hai con heo này sẽ chạm. Rồi, chuẩn bị cho bé báo ơi. Rồi, 1, 2, 3. Thành ơi, mày cố lên. Rồi, chúng ta đã tìm ra được thí sinh chiến thắng cuộc thi này. Đó chính là Thành. Thành rất nhanh. Nhanh hơn Bin khoảng tầm tới 3-4 giây nữa. Các bạn biết sao mình thắng không? Tại vì găng mình vậy nè. Cho nên miếng dưa mình cái gì á, rồi xong thế là mình thắng luôn. Rồi chắc là lần này mình tự kéo bẻ tường xuống á các bạn. Đó. Rồi vòng chung kết này mình sẽ đấu với con Ngân Chuột nha. Về sau trải qua 8 thí sinh đấu lộn với nhau, chúng ta đã tìm ra được 2 thí sinh cuối cùng bước vào vòng chung kết. Thì các bạn cũng thấy rồi, lúc đầu tiên là thằng chiến thắng đúng không? Sẽ được cái gì ở đây? Trong này có 2 chữ vậy mà sẽ bật mí 50%, đó chỉ là 1 chữ nha mọi người. Thằng chiến thắng được ăn. Đó, ăn cái gì thì 3 chấm, chấm hỏi, chấm than, lát biết. Các thí sinh lưu ý, tay không được chạm vào miếng dưa hấu, găng có thể được để được gần, găng được để gần nhưng không được chạm. Cuộc thi bắt đầu. Trời ơi, bay ơi. Ê, toàn quá trời đỏ luôn. Rồi, tới công chuyện rồi. Đỏ quá trời luôn.
Thí sinh này nuốt trước và hả họng cho các bạn xem luôn là không còn miếng gì trong đó nữa. Thí sinh này còn nha mọi người, còn nhiều lắm á. Thí sinh chiến thắng ngày hôm nay đó chính là Ngân Chuột. Vậy là clip tới đây kết thúc nha các bạn. Và thí sinh thắng giải thưởng ngày hôm nay sẽ được 200k. Đây là 200k của thí sinh chiến thắng. Wow. Và các bạn ơi, nếu các bạn có những ý tưởng gì cho trò chơi, các bạn mạnh dạn bình luận lại. Và đặc biệt bạn nào muốn lên TV hãy bình luận là em muốn lên TV. Và những ý tưởng nào hay sẽ được thực hiện bởi Việt Đạo Báo Thổ và clip kế tiếp. Nên mọi người hãy nhớ bình luận ý tưởng của các bạn nha. Ok. Bye bye, bye, bye. Khoan. Dạ. Nãy anh nói ai thắng cuộc thi đó được ăn cái gì mà? Đúng rồi các bạn, bao xíu nữa quên mất tiêu là người chiến thắng được ăn cái gì trong này nha. Bây giờ Hoàng. Hả? Em biết ăn gì rồi, khỏi nói đâu. Ăn gì? Ăn tôm thùng Alaska là chắc luôn đúng không? Bà nội ơi, cái này còn có 1 chữ. Bà nội nói tới 3-4 chữ luôn. Nó dài vậy nè mà. Ừ ha, đúng rồi. Biết đâu. Giờ mở ra có gì ăn đó nha. Ok. Ok, mở thử coi. Ăn gì hả? Ăn cứt là cái gì? Ăn cứt là cái gì? Ăn mất. Ăn cứt. Cứt trình là chicken. What? Cưng sẽ được thêm một cái đùi gà rán KFC.